Hello, Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hôm nay Quang Phạm cùng với Toàn Lê đi hái đậu bắp để cho người nghèo nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị hãy theo chân Quang Phạm nha. Đây là trên đường đi nè nghe quý cô chú anh chị. Lên đường nha quý cô chú anh chị. Sáng mà Quang ăn có hộp xôi nè. Nè. Hộp xôi rồi đi hái mà đậu bắp nè. Lấy cho ấm bụng chút xíu đang có tinh thần đi hái nè. Ồ qua cậu khỉ. Ồ cậu nay xịt lúa mai xịt ba cái mà mít ha cậu. Ồ ở đây vườn trái cây dữ dàng luôn. Đây là trồng nhãn nha. Ở đây đang gặp ông mà chủ vườn nữa nè, ông chủ vườn làm gì mà thấy tối ngày xuống dưới mương hoài ông chủ vườn. Nhìn ông chủ vườn nè. Chủ vườn ha, đẹp trai ha. Ở trường đẹp trai nè. Quá thấy tóc ngày qua luôn ha. Ai ai tóc qua chủ vườn. Toàn hết. Đây, Quang mới mà xôi ăn có nửa gói à. Ăn nửa gói còn nửa gói cuột lại. Để dành đi, ngồi ăn nữa. Đây trên đường đi nè nghe quý cô chú anh chị. Đường đi hái nè. Hái bữa nay hái 4 bờ. Không gài mấy bữa mình chưa hái toàn. Này không gài nữa chắc còn nay nó 4 ngày. 4 ngày hả? Rồi tới chỗ hái nè. Quang Phạm với Toàn Lê lại tiếp tục đi hái đậu bắp nha. Hái đậu bắp cho từ thiện nha. Cái này không nghe anh Cường đem đi cho đâu toàn. Bây giờ rút về ông Môn rồi. Giờ mình cho ông Môn ha. Tại ông Môn mình bị. Thôi bây giờ quá. Mình ông Môn mình cũng đang thiếu nữa. Giờ đậu bắp. Cái này mình tập trung mình cho ông Môn nha quý cô chú anh chị. Quận ông Môn của Quang á. Nãy cũng đưa ông Môn nữa đó. Rồi trước đi. Đây, đang trên đường ra ngoài đám đậu bắp nha. Vui lắm quý cô chú anh chị ơi. Đây, tới bờ để hái nè. Hôm nay thì sao thấy nay lưa thưa dữ tận. Tại hái cái này có mấy cậu đồ hái vô ăn rồi. Nhưng mà cũng đỡ. Hôm nay chắc cũng được vài chục ký ha. Ủa bà ông đâu? Ở ngoài á. Tại lấy đâu có tầm hết. Hãy quên lấy bao hả? Ủa tại. Để đâu đi ngang dòm thấy. Tấn này mặc áo chó dữ Tấn. Cái này âm u, thời tiết âm u dễ ha. Ra mình hái dễ quá. Nè, đậu bắp nè. Đã thấy trên cây còn nhiều hơn anh em. Ít hơn. Quên mấy bữa mình không ra hái trái bự già uống quá ha. Hôm nay thời tiết âm u dễ nè, mình làm không mệt, tranh thủ hái cho nó xong. Dạ ha. Yeah.
vừa đi té lên té xuống hoài ta. Nên bữa nay thời tiết tốt quá chứ. Hôm nay hái có 4 nèm nhiều của chú anh chị. 4 nèm hái. Này sao không khí im lặng dữ ta. Sáng giờ đi mệt. Sáng giờ mình đi cho rau củ rồi giờ mình còn đi ra đồng hái nữa nè quý cô chú anh chị. Đi ra đồng hái thêm đậu bắp nữa nè. Sáng giờ đi cho rau củ cho mấy người khó khăn rồi là nghe quý cô chú anh chị. Sáng chưa? Rồi có sức rồi ha. Hôm nay là lại tiếp tục ra đồng nữa nha. Hái đậu bắp để cho người nghèo. Bắp này mình có thể làm được nhiều thứ lắm, nấu canh chua, xào, luộc ăn cũng được. Chung là đậu bắp thì rất là dễ chế biến. Này hái chắc cũng không còn được nhiều, chắc được vài chục ký. Đây là năm là ca sĩ hổng gà nè nghe quý cô chú anh chị. Còn Lê có gì nói chuyện còn? Tâm sự được rồi. Chuyện hả? Ừ. Nay chuyện gì vậy ta? Nói gì cho nó sơm sơm lên coi. Sáng tiếng em ăn gì chứ tiếng em? Ăn gì? Xôi hả? Đã ta. Hay xôi giống Khoa, Khoa Phạm hả? Đúng. Rồi ông ơi, nay ông cho tôi con gói xôi mà ông xài xẻ tôi quá trời ông ơi. Cứ gì không chết. Ăn mắc nghẹn luôn rồi. Ờ luôn không? Ừ. Ăn được có nửa gói xôi mắc nghẹn rồi nè. Cứ gì hoài, chết luôn. Nó xấu anh em hoài. Nay không khí hái đậu bắp cũng yên ấm lắm nha quý cô chú anh chị. Thôi giờ này nắng lên rồi, hết sức rồi. Đi hơi trễ hả? Ừ. Hơi nắng. Ồ, trái này có già không? Em mới hết tóc luôn hả tức em? Ai hết? Toàn Lê hả? Ồ, Toàn Lê là thợ hớt tóc luôn á. Đa tài hả? Ừ. Vừa thợ tóc vừa kim thợ nấu ăn luôn. Quá rồi. Giờ là kim luôn làm từ thiện nữa nè. Đi hái đậu bắp từ thiện luôn. Sữa bắp của hả cũng ngon không Quang Phạm? Ừ, sao? Sữa bắp của hả cũng ngon không? Ngon chứ. Sữa bắp uống ngon á. Bữa hôm Toàn Lê qua nhà Quang Phạm nấu sữa bắp luôn. Rồi so với là thị trường ngoài là ngon hơn không? Ngon hơn chứ.
đồ nhà làm mà béo lắm, mình đầy đủ gia vị nên béo. Không phải, chủ yếu là tay nghề kìa, tay nghề im không á. Im chứ, nhìn được. Tay nghề vậy là nấu nướng được phải không? Ừ. Tay nghề vậy là xuất sắc rồi, còn gì nữa. Cái này đậu bắp nó cũng nhìn cũng hơi tàn tàn rồi nên là thấy không phải tàn, biết sao, để trái già. Ờ. Nó bị si cây, đừng có để già. Để nuôi trái già, để cây giao trái giống á là bị si cây liền à. Ừ. Đậu bắp là không để trái, không để cho nó nuôi cây nuôi trái. Dĩ nhiên là nó nuôi trái phải mau già thôi chứ. Chịu gì nổi. Chất dinh dưỡng nó đưa vô trái hết rồi. Đâu còn vô lá, vô thân nữa. Ồ, anh Tấn có cái áo su su đẹp quá. Su su tặng ngay quảng cáo su su. Quảng cáo dùm su su luôn ha. Su su là nước uống hả? Quán cà phê. Quán cà phê su su hả Tấn? Cà phê của thím chín hả? Của chú chính là su đô mà. À, của anh Hiền. Của ông Hiệp, của bà Hiền. Là ở đâu? À, chỗ gần gần diễn chiến. Ừ. Thì tôi không biết ở đâu nữa. Chứ mày uống mày không biết. Tôi uống đâu. Thì chứ ai cho? Ngon hả? Của anh Hiệp. Con của bác bà Hiền. Ra quán cà phê đó hỏi toàn lê biết liền luôn. Đồ dữ nha, nổi tiếng dữ ta. Tại vì chuyên lấy đồ đó mà, giao đồ nhận đồ đó đó. Xưa lúc còn giờ lúc chưa có dịch mà chạy. Ừ, nhà tao còn đậu xe á. Ừ. Đồ nắng lên ha. Nắng nhiều chứ, tại bữa nay mình đi. Đi hơi trễ xíu. Nghe nè, quấn luôn. Lưng mình trái kìa. Ủa, trái quấn hả? Có trái kia kìa. Nó trời ơi, trái kìa băng này không hết. Mày hả? Cái này không biết già chưa nữa. Đây là anh em đang đi hái đậu bắp hăng say luôn. Hái không biết mệt luôn đó. Nín thinh luôn. Hái đậu bắp hơi già quá đâu. Hai ba bữa mình không có hái, giờ già quá. 4 ngày. Uổng. Uổng quá. Nói chung là mình đi không được. Thì quá mưa à. Bận công chuyện. Nè không, đậu bắp nè, trái bự gì mà già luôn nè. Bảo đi không được luôn á. Ừ. Già quá đừng hái anh em. Hái non chứ hái già làm gì. Có ai mà ăn được. Tấn có chuyện gì kể nghe Tấn. Nè nè em thấy bộ hơi vắng vẻ ha. Cái đồng hơi vắng vẻ xíu. Đồng ở chợ.
Đây là hoa đó nè, hoa đẹp quá. Wow, hôm nay già nhiều quá, uổng quá hay đâu. Ừ. Nhiều trái già quá. Ổn thiệt. Nó nhiều trái già mà uổng quá. Này không có mang bao tay hả? Dạ, bao tay đắng hả? Có hả? Như vậy. Thế bao tay lứa á. Thế không? Mấy cái này hái mà không có bao tay nên đau tay lắm nha quý vị chị. Này nó có lông á, nó đâm vô tay rồi. Chịu gì ngứa lắm. Ngứa gì chịu nhất luôn á. Sưng ừ. Sưng đầu ngón tay. Làm nông dân đâu phải dễ ăn đâu. Sưng đầu ngón tay chứ. Muốn kiếm được tiền không phải chuyện dễ đâu. Đây là mà hái bữa nay hái 4 bờ nha mấy cô chú anh chị. Đây là mình hái đầu tiên, một bờ đầu tiên nha. Bờ này là bờ đầu tiên. Còn 3 bờ nữa. Hôm nay thì hơi trễ chút, hơi nắng nên cũng hơi cực. Hồi nãy giờ mình hái cũng được nửa bờ à. Trên gần xong bờ rồi. Gần xong bờ rồi. Ừ. Cũng lẹ ha. Sáng đi, xíu nữa xong rồi. Thấy không? Quang Phạm quay cho mọi người thấy là cảnh nông dân nè. Nông dân ra đồng để hái đậu bắp rồi nè, cũng rất là cực khổ nha quý cô chú anh chị. Không phải người nông dân nào mà khỏe đâu. Thấy cảnh đồng quê không? Đi hái lần từ trái gì nè. Mà nếu trồng nhiều thì hái rất là cực nha. Thôi Quang Phạm cũng xin dừng cái video tại đây nha quý cô chú anh chị. Thì hẹn quý cô chú anh chị lần sau nha. Thì Quang cũng hái với mọi người nha. Tại vì thời cái trời cũng nắng lên rồi nên là mình quay nhiều quá cũng không tốt. Để giúp anh em chứ. Thôi Quang Phạm chào quý cô chú anh chị nha. Chúc quý cô chú anh chị một ngày mới thật nhiều niềm vui. Bye mọi người.